Hello, một lần nữa tôi sẽ được chào đón quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Việt Mỹ Channel và mình là Rachel quý. Như quý vị thấy ở đây à, chương trình của Việt Mỹ Channel là chương trình để chúng ta cập nhật những tin tức thời sự, đời sống, xã hội liên quan đến đất nước Hoa Kỳ. Tại vì mình đang sống đất nước Hoa Kỳ, mình cần phải theo dõi, cập nhật để chúng ta biết được chuyện gì xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ, quý vị nha. Và kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay Rachel sẽ chia sẻ cho quý vị 10 điều chúng ta cần biết về an sinh xã hội Trước tiên chúng ta cần phải nhìn lại một tí xíu uh, 86 năm sau khi mà Tổng thống Franklin Roosevelt đã ký đạo luật an sinh xã hội vào ngày 14 tây tháng 8 năm 1935 An sinh xã hội là một chương trình rất thành công ở đất nước Hoa Kỳ Và chương trình an sinh xã hội thường thường social security benefit thì thường thường nhiều người chỉ hiểu lầm đây chỉ là cái chương trình để hưu trí mà thôi nhưng kính thưa quý vị nó hơn như vậy rất là nhiều nó không những là chỉ là hưu trí nhưng mà nó đồng thời giống như một cái bảo hiểm uh, cho những người bị tàn tật rồi đồng thời nữa nó cũng là một bảo hiểm để cho những người phải dựa vào cái nguồn income của người chủ cột của gia đình nhưng mà nếu người chủ cột gia đình uh, qua đời thì an sinh xã hội cũng trả ra để mà nuôi gia, gia đình và uh, những người thân của mình. Trước tiên là điều số 1 đây muốn chia sẻ cho quý vị ở đây. An sinh xã hội không chỉ là một chương trình hưu trí giống như Rachel vừa mới chia sẻ cho quý vị, nó cung cấp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm khuyết tật quan trọng. Hơn 65 triệu người, tức là 6 cư dân Hoa Kỳ thì có hơn một người nhận được trợ cấp an sinh xã hội vào tháng 1 của năm 2022. Đó là thống kê quý vị nha. Trong khi người lớn tuổi chiếm khoảng 3 trong số 5 người thụ hưởng và 1 trên 5 số người thụ hưởng khác đã nhận được bảo hiểm khuyết tật an sinh xã hội SSDI. Như quý vị thấy ở đây SSDI. Và như cái graph ở đây quý vị đang nhìn thì cái con số cho quý vị thấy rằng là 82% người retire workers, dependents, age widows receive retirement survivor benefits là Uh, những người về hưu hoặc là những người vợ chồng của người về hưu cũng được um, ăn theo nè, tại vì chồng mình có lương mình cũng được ăn theo chứ nếu mà chồng mình không có lương thì kiểu như mình cũng bị mất lương rồi đúng không ạ? đó là những uh, đứa con của những người mà có cha mẹ về hưu thì cũng hưởng được cái số tiền này. rồi đồng thời disabled workers là những người bị thương tật, young survivors là uh, ví dụ như uh, cha mẹ Ví dụ như cha mẹ đang nuôi con nhưng mà bây giờ người cha mẹ đó qua đời thì an sinh xã hội nuôi cho mấy đứa nhỏ nữa. Khi mà nói đến đây, á, Rachel có một cái chuyện này là chuyện thật nha. Rachel có một người rất là thân quen, gia đình của anh á, 10 năm về trước rồi. Gia đình anh thì qua bên Mỹ này chừng khoảng chừng 2 năm thôi. Thì khi mà anh đi làm trong hãng, anh lại bị Uh, không có kiểm soát được giống như là bị lượt, lost lót cái balance giống như mình đứng mình mình đi nó hơi nghiêng nghiêng giống như là mình không control được đi test vài lần thì người ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà khi một lần anh ở trong hãng và càng ngày cái triệu chứng đó nó nặng hơn thì đi test ra là trong đầu có bú thì khi mà mình thấy bú như vậy thì bắt buộc mình phải đi mổ và quý vị biết rồi khi mà mổ trên đầu á thì nó có những cái gọi là gì hậu hậu phẫu thuật hả nên nó có những cái hậu quả sau khi mà mình phẫu thuật đó là ảnh bị mất cái dây nuốt. Lạ lùng vậy đó lần đầu tiên cho thấy luôn. Thì anh này bị mất cái dây nuốt cho nên ảnh không có nuốt được. Thành ra là lúc nằm đi đâu cũng phải cầm theo một cái ly để mà cạc đàm vô hay là cạc nhổ rồi tại không nuốt được. Rồi cũng không ăn uống được luôn là lúc nào cũng phải có cái đường ống dẫn dinh dưỡng hay là thức ăn vào mỗi tuần hay mỗi tháng gì đó cái chỗ supply thức ăn đó họ mang tới và và đưa vào cái ống nó dẫn vào người cho nên là người anh vẫn có có dinh dưỡng vẫn sống được là đến bây giờ là cũng nhiều năm rồi nha chắc cũng năm bảy năm rồi đó cũng khá lâu rồi chứ không chính xác không nhớ chính xác bao nhiêu nhưng mà có một điều mà chỗ muốn chia sẻ cho quý vị nó liên quan đến là an sinh xã hội thì vì như vậy ảnh trở thành một người disabled là thật ra là ảnh không có đi làm được rồi, tại vì vậy đó nếu mà có đi làm thì nhận tiền mặt thôi Quý vị biết không Là giống như người châu Á của mình mà Thì uh, khi mà mình còn đi được Mình còn làm được Thì mình cũng sẽ tìm cách để mà mình làm Nhưng mà mình nhận tiền mặt Rồi bây giờ chuyện tiền mặt bỏ không bên nha Bây giờ mình nói về cái chuyện Chuyện mà trên giấy tờ đó Thì ảnh không đi làm được Và khi mà không đi làm được như vậy Thì uh, gia đình nộp đơn xin food stamp Tại vì chỉ có một người vợ làm thôi Mà có ba người con Mà lúc đó ba đứa con của anh Cũng còn nhỏ nữa Một đứa No. Hai đứa thì học elementary school Có nghĩa là học từ lớp 1 đến lớp 5 Rồi một đứa nữa thì học middle school Chính xác cái cái số tuổi thì bây giờ không nhớ nhưng, nhưng mà nhớ cái khoảng chừng cái tuổi như vậy đó Thì thành ra là một mẹ mà đi làm nuôi ba người con với một chồng khuyết tật Thành ra là được tiền food stamp mỗi tháng Là lúc đó được cho khoảng 800 Rồi đồng thời nữa chính phủ cho tiền income nữa Lúc đó Rachel cũng không nhớ chính xác bao nhiêu hình như là 800 nữa thì phải để mà cho cái tiền income uh, phụ giúp trong gia đình thì chạy ra mỗi tháng uh, trung bình là gia đình này hưởng được 1 sáu từ chính phủ qua cái chương trình an sinh xã hội tuyệt vời quá quý vị ha. Điều thứ hai bây giờ muốn chia sẻ cho quý vị ở đây đó là an sinh xã hội cung cấp phúc lợi lũy tuyến được đảm bảo theo kịp với sự gia tăng chi phí sinh hoạt progressive benefit có nghĩa là sao? Có nghĩa là Người nào đi làm đóng thuế nhiều thì sẽ được hưởng lại nhiều và người nào đi làm đóng thuế ít hơn thì hưởng lại ít hơn. Tại vì cái đó cũng công bằng thôi tại vì người ta đi làm người ta đóng thuế nhiều mà. Nhưng mà có một điều á quý vị, nhiều khi á mọi người không có hiểu lắm thì sẽ nói rằng là ồ cái đó là không có công bằng lắm. Ra nếu như mà mình suy nghĩ đó là những người income cao họ thật ra họ nhận hưởng về tính theo cái phần trăm đó, họ hưởng ít phần trăm hơn cái người income thấp có nghĩa là người income thấp ví dụ như mình làm được là 26 sáu ngàn đi ví dụ vậy 26 mươi ngàn thì mình hưởng lại được là 12 hai ngàn mấy bây giờ đây chúng chia sẻ cho quý vị cái hình này nha đây cái graph rất là dễ hiểu đây chúng chia sẻ cho quý vị rồi ví dụ người nào làm 26 mươi sáu ngàn năm À, đô cho 1 năm thì khi mà về hưu họ hưởng lại được là 12.825 là tại vì đây là cái tiền minimum khi mà mình được 65 tuổi thì cái tiền minimum là một năm là 12.825 thành ra là mình được uh, trên dưới cũng như là 60% nha 12.000 với 26.000 chạy ra là cũng 50% khoảng 50% mình hưởng được cái số tiền lại rồi còn nếu mà người nào làm được 59.000 á thì khi mà về hưu hưởng là được 21.162, người nào làm được 96.000 đóng thuế vào thì khi mà về hưu thì hưởng được là 28.029, rồi người nào 142.800 thì khi mà về hưu hưởng lại được 34.180. Thì ở đây cho quý vị thấy là những người nào mà họ càng giàu đi, ví dụ những người giàu mấy mấy người triệu phú, tỷ phú thì thật ra cái số tiền này nó không có bao nhiêu đối với họ hết là tại vì họ có những cái saving họ có những cái đầu tư khác họ ăn hoài họ không hết hết đời này đến đời kia cho nên là cái cái tiền mà quý vị thấy như mà Rachel mới chia sẻ cho quý vị nó chỉ là cái tiền bổ sung thôi tại vì họ đã quá giàu rồi nhưng mà ở đây đó cái số tiền maximum cái số tiền cao nhất an sinh xã hội trả ra là 34.180 cho nên nếu người nào mà làm income hơn bao nhiêu đó nữa thì cũng chỉ hưởng lại được bao nhiêu đây thôi Chính vì vậy mà người ta khuyên rằng là mình nên mình nên để dành tiền mình nên để dành tiền để mình không có cần phải chỉ dựa vào cái số tiền này thôi nếu mà chỉ dựa vào số tiền này thôi thì chắc là không không đủ để mà về hưu rồi ngoại trừ mình muốn về hưu nghèo thì ok kính thưa quý vị điều thứ ba an sinh xã hội cung cấp nền tảng bảo vệ hưu trí cho gần như tất cả mọi người ở hoa kỳ 97% người lớn tuổi nhận hoặc là sẽ nhận an sinh xã hội. Hầu hết tất cả người lao động đều tham gia chương trình an sinh xã hội bằng cách đóng góp thuế biên chế và hầu hết tất cả người lớn tuổi đều nhận được trợ cấp an sinh xã hội. Trên thực tế thì 97% người lớn tuổi từ 60 đến 89 tuổi nhận hoặc là sẽ nhận tiền an sinh xã hội. Theo ước tính của cơ quan an sinh xã hội kính thưa quý vị, và đặc biệt nữa một vấn đề về an sinh xã hội là họ không có từ chối uh, lợi ích của những người mà có thu nhập cao hoặc là vượt quá mức uh, thu nhập nhất định giống như cái chia sẻ vậy đó. có nghĩa là khi mà bạn quá giàu đi thì uh, chính phủ hay nhà nước họ cũng phải trả tiền an sinh xã hội cho quý vị và các bạn chứ họ không được từ chối lợi ích. Và nếu mà chúng ta tính ra đó thì an sinh xã hội thường thì họ cung cấp tiền hàng năm như vậy uh, so với những cái chương trình tiết kiệm khác của mình á là nó nhiều hơn là tại vì sao tại vì ví dụ như mình có 401k không đi mình sử dụng cái số tiền ví dụ như mình có 500 ngàn mình sống được 20 năm thì có thể là mình xài hết cái số tiền đó nhưng mà ví dụ như mà mình mình sống Lâu 100 tuổi hay 120 tuổi ví dụ đây Thì cái số tiền của mình có đó Mình có thể xài hết Nhưng mà cái tiền của an sinh xã hội là Nó phải nuôi mình hoài cho tới khi mình qua đời luôn Cho nên đó, người ta nói rằng là Trung bình mình cộng lại cái số tiền Mà mình nhận từ an sinh xã hội Ở đất nước Hoa Kỳ này Là nó nhiều hơn cái số tiền hưu trí Mà mình để dành được Quý vị nghĩ đây có phải là một trong những lý do có nhiều người khi mà qua được nước Mỹ rồi và có ba mẹ lớn tuổi Việt Nam và cố gắng bảo lãnh ông bà qua bên Mỹ và thi vào quốc tịch để mà hưởng được những cái phúc lợi này hay không? Ví dụ nghĩ rằng một người sống ở Mỹ, sống ở Mỹ ví dụ như 60 tuổi, 70 tuổi mỗi hàng tháng lãnh được 12 ngàn một năm thì chạy ra là được được một ngàn mấy hả? thì được ra khoảng là chừng 1 ngàn đi ngàn 1 ngàn 2 gì đó một tháng sống ở Mỹ nửa năm rồi đi về Việt Nam sống uh, hưởng thụ nửa năm là Rachel thấy rất là nhiều nha đó quý vị có thấy điều này không là những người ở Mỹ những cái lúc mà mùa hè thì trời mát đẹp thì qua Mỹ sống với con cháu nhưng mà lúc mà trời lạnh thì thôi tôi về Việt Nam tôi sống đi ăn phở đi À, thoải mái mà không có lạnh nữa nhưng mà khi mà mình về đó mang tiền đô về thế là việt kiều rồi tiền không à, dĩ nhiên là sẽ có nhiều người à, nếu mà mình đặt cái việc chính trị vào đó thì mình sẽ trách những người này là ồ oh, những người này là một trong những thành phần nuôi sống cộng sản nữa chứ rồi cộng sản tại mình mang tiền đô về mà nhiều khi mình suy nghĩ lại thì mình cũng không trách được là tại vì Họ cần phải làm những chuyện họ cần phải làm thôi Bây giờ chín bảy mấy tuổi, tám mấy mấy tuổi Mà bây giờ con cháu còn ở Việt Nam nữa Thì lúc cần về thì phải đi về thôi Ví dụ như những ai á, mà chống cộng Thì những cái chuyện mình chống được thì ok Còn những chuyện như vậy thì mình cũng à, Đừng có nên đấu đá lẫn nhau Thì nó cũng không có hay lắm rồi tóm lại cái điều thứ ba này là 97% những người lớn tuổi, những người cao niên là nhận được tiền an sinh xã hội hoặc là sẽ nhận được ha Mọi người yên tâm là đừng có bao giờ suy nghĩ rằng ồ tiền tôi đi làm ở Mỹ, tôi đóng vào an sinh xã hội có thể nó bị mất Những cái đất nước khác, những cái đất nước Việt Cộng thì có thể là mất nha Nhưng mà ở bên Mỹ này thì rất là an toàn, bảo đảm Vừa rồi thì Rachel chỉ nói về những cái mặt tốt đúng không? Thì bây giờ một trong những cái điều kế tiếp Mà Rachel nói là điều thứ tư Đó là Social Security Or Very Modest Có nghĩa lợi ích an sinh xã hội Very khiêm tốn, rất là khiêm tốn So nhiều với những người nhận ra Các an sinh xã hội Trung bình vào tháng 1 của năm 2022 Là khoảng 1.614 cho mỗi tháng Tương đương là khoảng 19.370 cho một năm. Nhấn mạnh thêm rằng là người lao động khuyết tật hay là những người mà gọi là bị uh, disability đó quý vị, hay là những người quá phụ thì họ nhận ít hơn. Và theo khảo sát thì người ta cũng nói rằng đối với một người trung bình làm việc cả đời đến tuổi 65 thì rồi các an sinh xã hội chỉ thay thế là khoảng chừng 37% thu nhập trước đây mà thôi. Giống như một cái bảng mà Rachel chia sẻ cho quý vị là cái graph á, là cái người mà làm thấp ví dụ như làm chỉ hai mươi mấy ngàn một năm thì được hưởng lại là 12 ngàn mấy một năm. Thì đối với người này là 50 đến 60% tiền income của mình rồi. Nhưng mà những người khác, những người khác như quý vị thấy đó là những người mà làm như 94.000 thì hưởng lại chỉ được có 29.000 thôi. Chính vì vậy mà người ta tính ra cái tổng tỷ lệ trung bình, kính thưa quý vị, đó là 39% cái tiền của mình thôi. Rồi và cũng nhấn mạnh thêm rằng là trung bình tiền an sinh xã hội retirement benefit của năm 2022 là 1.600 cho mỗi tháng hoặc là khoảng 19.300 cho một năm như vậy một điều nữa một điều nữa quý vị cũng hơi bất ngờ ha là khi mà nói đến nước mỹ thì chúng ta biết được rằng là nước mỹ là một trong những quốc gia giàu mạnh đàn anh trên thế giới mà một trong những quốc gia giàu mạnh đúng không nhưng mà khi mà so ra tiền an sinh xã hội mình nghe là rất là tốt rồi nhưng mà thật ra hoa kỳ đứng sau khoảng chừng 23 quốc gia cái tiền benefit mình tính ra mình nhìn mình nói ô oh wow hoa kỳ vậy chứ đâu có nhiều đâu so với những cái quốc gia khác ví dụ hà ở đây US Social Security Benefit lower có nghĩa là thấp hơn một vài những đất nước mà đã phát triển nha develop là những pha, những quốc gia đã được phát triển là những quốc gia thuộc về quốc gia giàu đó còn developing là những cái quốc gia nghèo ví dụ như châu phi hoặc giống như là việt nam gọi là developing là những công ty đang được phát triển hoặc là dưới sự phát triển Ok, đứng đầu là Italy, nước Ý Chính vì vậy mà quý vị thấy những cái thương hiệu, những giỏ sách mà nổi tiếng mà mắc tiền đó, là ở Ý Hoặc là giày da là ở Ý, nè áo da, đồ tất cả những cái gì mà thuộc về đắc hiệu đắt là Ý Chắc có thể là vì cái cuộc sống của họ dư giả hơn ha Luxembourg, Australia, Portugal, Denmark, Spain, Netherlands, Turkey, Iceland, France, Finland, Hungary, Sweden, Israel. Wow, Israel cũng trên sách trên luôn. Greece, Slovak Republic, Estonia, Belgium, Czech Republic, Norway. Wow, Norway hơn luôn này? Norway cuộc sống luôn. Ờ, mỗi năm là cuộc đời sống cũng cao lắm á. Latvia, Switzerland, New Zealand rồi sau đó mới tới là United States. Well, United States hơn những cái quốc gia nào để mình xem ha. Hơn Canada, nước Canada nè. Slovenia, Germany, Korea, Korea là Nam hàng nè. Japan nè, Nhật nè. Chile, Australia. Ủa, Australia thấp nha ta. An sinh xã hội Australia hơi thấp nha Thua Korea luôn Thua Spain luôn Poland, Ireland, Mexico, Lithuania, United Kingdom Rồi cái này giống như cái lớp lớp dạy tiếng Anh quý <laughs> vị Này giống cái lớp dạy tiếng Anh á Nhưng mà thật ra là trong đây có vài nước mình cũng phát cầm sai Tại vì thế um, hey, có những cái đất nước nó là dùng cái ngôn ngữ của họ mà Ví dụ như Lithuania Ok rồi kính thưa quý vị, điều thứ năm đó là an sinh xã hội rất quan trọng với trẻ em. An sinh xã hội đối với những trẻ em và gia đình hơn 6,5 triệu trẻ em dưới 18 tuổi sống trong các gia đình nhận thu nhập từ an sinh xã hội vào năm 2018. Con số đó bao gồm gần 2,8 triệu trẻ em nhận trợ cấp với tư cách là người phụ thuộc của những người lao động đã nghỉ hưu tàn tật hoặc đã qua đời cũng như những người khác sống với cha mẹ hoặc người thân đã nhận trợ cấp. Rồi đây là cái bảng để cho quý vị thấy là tiền an sinh xã hội đã giúp những uh, trẻ em như thế nào. Uh, Earn income tax credit hoặc là child tax credit là 2.8 triệu nuôi những cái trẻ em á, ai mà có con nè. Ví dụ như mình đi làm đi mỗi năm mình trừ thuế mình được uh, cho tiền lại. Rãi nhớ đó là cái thời mà lúc mà Rãi Chùa còn nhỏ đi học đó, quý vị Mỗi năm như vậy ba mẹ của Rãi là làm nails Thì uh, có ba người con gái thì mỗi năm như vậy trung bình là kiếm về cũng được 5-6 ngàn Mỗi lần khai thuế xong khai thay vì là phải đóng vào Tại quý vị biết là làm nails đâu có đóng thuế đâu đúng không Rồi tới cuối năm mình mới trả thuế thì thay vì là cuối năm ông bà phải đóng thuế vào Nhưng mà vì có ba đứa con nhỏ mỗi năm thâu về được Như trung bình là 5 đến 6 ngàn tiền á sẵn nhắc đây ba mẹ ơi ngày xưa hướng được hơi nhiều nha ha nhớ nhớ nha <laughs> rồi không biết là quý vị có đồng cảm với điều này hay không những ai mà có con mà ở mỹ thì quý vị cũng để lại bình luận cho những người khác biết giùm nha rồi đồng thời nữa là cho tiền social security ví dụ như là những ai mà mà nhận cái tiền an sinh xã hội mà khi mình qua đời vẫn trả ra cho gia đình thí dụ còn vợ hay còn chồng ở lại thì người ta trả thì cái tiền nó cũng nuôi con ví dụ vậy supplemental nutrition assistance program à cái này rất quan trọng nè những ai có bầu mà income thấp thì ở mỹ là quá tuyệt vời rồi ở mỹ có bầu thí dụ mà ngày xưa đó cái lúc mà bây giờ nhớ là mình uh, sinh viên và lúc mà mình mới ra trường lúc đó là 25 tuổi là chưa có chồng 27 hai tuổi là bắt đầu có bầu, thì lúc đó nó là cái việc bảo hiểm ở Mỹ chưa có bắt buộc, thì lúc đó mình cũng không có bảo hiểm. thì khi mình có bầu á, thì nhiều người mà um, ta cũng chỉ mình là, ồ oh, đi tới cái chỗ là an sinh xã hội, uh, đến chỗ um, health department á, thì mình tới đó, mình nói là mình có bầu, thế là mình vào đó mình khám, thì khi mà khám và họ xác định là mình có bầu và tất cả khám đều miễn phí nha. khi họ xác định mình có bầu thì họ sẽ cho mình một cái bảo hiểm thai là mình đi test mọi thứ đi bác sĩ từ lúc phát hiện có bầu cho đến lúc mà sanh đẻ rồi thêm một tháng nữa là cái bảo hiểm đó nó nó nuôi cho mình cái thời gian đó có một cái trung tâm nó gọi là dinh dưỡng đó, thì mình đến đó là mỗi tháng như nó có cái phiếu đó, mỗi tháng mình tới đó là họ cho sữa cho cái phiếu rất là nhiều, mình về nhà mình có thể đi lấy sữa nè, sữa bột nè, à, mình đi lấy thức ăn nè, rau cải, lấy trái cây, lấy nước juice, lấy thịt, à, lấy gạo. Nó tóm lại là họ nuôi, họ nuôi bà bầu trong lúc đó. Tại vì sao quý vị? Ở nước Mỹ này hay lắm, họ chồng người, chồng người là bây giờ những người phụ nữ lúc mà họ còn trẻ ví dụ mình vừa mới đi học ra, mới học ra trường, mình đi làm chưa có ổn định vân vân thì cũng mình cũng thuộc về là income thấp hoặc là ví dụ chồng đi làm mình không có đi làm ví dụ vậy cũng thuộc là income thấp hoặc là hai chồng đi làm neo đi uh, mình khai thuế nửa còn nửa mình không khai thuế cũng thuộc về income thấp nói chung khi mà dùng từ income thấp những người ở quốc gia khác họ không hiểu là cuộc sống như thế nào nhưng mà ở Mỹ này đa số đa số là những người phụ nữ có bầu là hưởng được cái chương trình này. Ok, ta dùng từ là income thấp nó thì cho tại họ nói như vậy để ngoại trừ ra những người có income cao ví dụ như là làm 10 ngàn tháng đổ lên làm uh, income 100 ngàn đổ lên thì thuộc về income cao thì bạn không được hưởng cái như này nhưng mà đa số là những người thuộc về trung lưu hoặc là trung bình hoặc thấp hơn á là đều hưởng được cái chương trình này trời ơi tuyệt vời lắm luôn á Thì how assistant à? cho cho những người nào ở Cali là rất là rành rành luôn là ở nhà của chính phủ nè. Có những cái nhà của chính phủ ở rất là sạch sẽ, đẹp luôn. Thật ra nếu mà mình ở sạch sẽ, mình giữ sạch sẽ thì cái nhà của chính phủ cho cũng rất là sạch sẽ. Supplemental Security Income Temporary Assistance for Needy Families. Là có những gia đình ví dụ như họ có income cao đi, nhưng mà họ lỡ ở trong cái tình trạng khẩn cấp khẩn cấp có thể là tại vì nhà của rachel thì chưa có nằm ở trong cái trường hợp này bao giờ cả cho nên là cũng không có rành lắm nhưng mà Rachel biết đó, temporary assistant là như khi mình khẩn cấp Mình bị mất công ăn việc làm lúc đó Rồi uh, gia, gia, đình mình là hả cần sự hỗ trợ của chính phủ Thì họ dùng cái tiền an sinh xã hội họ cho ra đó Thì cái chương trình này nó không có nhiều lắm Cho nên là quý vị không có nghe thường xuyên Chính bản thân của Rachel cũng không có nghe thường xuyên là Tại vì trung bình nó chỉ có 0.2 triệu thôi Vậy ra cũng 200 ngàn đó chứ 200 ngàn họ sử dụng trong cái mục đích này trong năm 2020. Ok, nhưng mà cái số tiền mà sử dụng và cho ra nhiều nhất là cho tiền để nuôi trẻ em, rồi kế tiếp là social security và cái số tiền nữa là supplemental cho rất là nhiều ở đất nước Hoa Kỳ này. Nghe đã ha, thành ra là đây cũng là một lý do mà tại sao nhiều người thích đi Mỹ đúng không? Quý vị ơi, cái chương trình nó cũng hơi khá dài rồi cho nên là Rachel xin được chấm dứt tại đây và phần còn lại rachel sẽ để vào cái video kế tiếp để cho quý vị dễ xem và dễ nhớ chứ nhiều khi dài quá quý vị quên rồi bây giờ rachel xin được chấm dứt chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai